Thưa quý vị và các bạn, về sự khổ luyện, múa có lẽ chỉ xếp sau nghề xiếc. Nhiều bậc phụ huynh muốn con của mình dẻo dai, xinh đẹp nên ngay từ khi còn nhỏ thường cho các con thi học múa. Tiêu chuẩn khắt khe của múa đòi hỏi các em phải có năng khiếu, dáng vẻ và sự khổ luyện. Do vậy, số học sinh còn theo được nghề vẫn còn nhiều hạn chế. Múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn, sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm hiện tượng của cuộc sống. Nguồn gốc của nghệ thuật múa chính là những hành động của con người trong đời sống, trong quá trình lao động cộng với sự quan sát thiên nhiên. Từ đó, các động tác múa có những thay đổi, cải tiến đi đến khái quát nghệ thuật. Em nghĩ là thật ra cái điều đầu tiên mà khiến cho bọn em chọn ngành múa này là quan trọng nhất là sự đam mê. Và lý do vì sao mà bọn em đam mê thì em nghĩ là vì bọn em hiểu được hết cái ý nghĩa của cái ngành nghề múa này. Đối với ngành múa thì em nghĩ là nó là một cái bộ môn ngôn ngữ của cơ thể, và nó giúp cho bọn em thỏa cái trí sáng tạo trong cái việc cải thiện động tác, cũng như là tìm hiểu khám phá hết được cơ thể của mình. Hơn nữa thì em nghĩ là anh cũng biết là nghệ thuật múa là nghệ thuật ngôn ngữ cơ thể, thì mỗi một loại hình múa nó là một cái gì đấy đặc trưng và truyền thống của từng dân tộc một. Thì em nghĩ là nếu như mà bọn em thành công được trong cái ngành nghề này thì nó có rất nhiều bổ ích. Nó vừa giúp cho bọn em biết thêm được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc mình, đưa được bản sắc văn hóa dân tộc mình sang với cả nước bạn, và khi mà bọn em được giao lưu ở nước ngoài thì có thể là biết thêm nhiều về bản sắc dân tộc của nước bạn nữa. Với môn nghệ thuật múa, hình thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tăng cân, béo đùi hay béo bụng cực kỳ tối kỵ. Cân nặng được giảng viên điều chỉnh theo chiều cao và tỷ lệ cơ thể của từng học sinh. Ví dụ, em cao 1m60 cần giữ cân nặng ở mức 45kg và phải làm sao để sau hơn 6 năm học trong trường, số cân nặng tối đa chỉ ở mức 48kg. Diễn viên múa dùng chính cơ thể của mình để làm sống dậy các nhân vật, thể hiện những cảm xúc và tạo ra phong cách cho màn trình diễn. Trước khi tham gia một tiết mục múa, họ lập đi lập lại nhiều lần các động tác và bước nhảy được biên đạo. Mỗi ngày, họ dành một phần thời gian để luyện tập và tập dẻo cho cơ thể. Từ bé em đã tiếp xúc với múa rồi, thế nên là ước mơ được vào trường này là em rất là vui ạ. Thế nên là những cái bài cơ bản thì các cô dạy là em luôn luôn tập trung và làm hết sức có thể, nên là em cảm thấy rất là thích thú ạ. Đến lớp thường ngày thì lớp sẽ có 15 phút đầu giờ để mình tập luyện ép dẻo, và phải ép dọc, ép ngang, xong ép dòng, ép trên thì để cho được giãn cơ ra trước khi học thì người sẽ không bị chuột rút. Đối với những bạn mà học diễn viên múa ấy, thì thật ra những cái tố chất quan trọng nhất tôi nghĩ đó là cái năng khiếu, cái sự kiên trì yêu nghề, và tôi nghĩ cái đặc biệt nhất đó là cái niềm đam mê của các bạn đối với nghệ thuật múa. Bộ môn này thì nó là một bộ môn khá là khắc nghiệt, các bạn phải luyện tập hàng ngày hàng giờ, phải nói là khổ luyện. Thế với cái tinh thần như thế mà nếu thiếu cái sự đam mê với nghề nghiệp thì chắc chắn sẽ rất là khó khăn. Đối với diễn viên múa thì tất nhiên cái ngoại hình cũng rất là quan trọng. Các bạn phải có độ mềm dẻo, có một gương mặt có thể nói là sáng, bắt sân khấu. Và cơ thể thì cũng sẽ yêu cầu là các bạn phải ở một cái cân nặng tiêu chuẩn. Thật ra là đối với nghệ thuật múa thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất là đam mê. Với cái chuyên ngành đào tạo diễn viên múa thì lợi thế nhất với các bạn là các bạn như chúng tôi ở nhà trường chúng tôi thì có hai hệ đào tạo. Hệ dài hạn là các bạn học hết lớp 6 và hệ ngắn hạn là các bạn học hết lớp 9. Các bạn ấy học hệ dài hạn thì là học 6 năm, hệ ngắn hạn là 3 năm, 4 năm. Diễn viên múa dựa vào các kỹ thuật nhịp điệu và biên đạo chính xác. Họ rất mềm dẻo, biết cách điều hòa nhịp thở, đứng và di chuyển cơ thể. Trang phục thay đổi tùy theo tiết mục mà họ chuẩn bị. Diễn viên múa nam thường dùng áo mê ô bó và nữ dùng áo chẽn. Đối với các diễn viên múa khi tập luyện, họ liên tục chịu đau. Nhiều bạn thậm chí còn lo sợ tương lai khi về già, xương cốt sẽ yếu đi vì khi còn trẻ đã tập luyện quá nhiều. Nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chọn đây là hướng đi nghề nghiệp cho mình, bởi đơn giản vì múa là niềm đam mê, là tình yêu. Em theo ngành này tại vì em rất là đam mê, em đam mê ngành từ bé. Hơn nữa là có một cái sự may mắn là gia đình cũng ủng hộ, cho nên em muốn theo để lao động nghiêm túc với nghề. Em mơ ước trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, được nhiều người biết đến và có thể là cống hiến những tiết mục hay nhất cho khán giả, cho mọi người đều xem. Em mong muốn là sau này ra trường thì có thể là em sẽ xin được tập vào một đoàn nghệ thuật.
và duy trì công việc của mình ổn định trong đấy. Ngoài ra thì em cũng có thể là muốn là mình sẽ trở thành một giáo viên múa, truyền lại những cái kinh nghiệm của mình và cái niềm nhiệt huyết đam mê nghề của mình cho các lứa thế hệ sau. Với những bài biểu diễn múa, diễn viên tập đẹp nhất được đứng giữa đội hình và trong phòng tập múa cũng vậy. Như ở môn ballet, học sinh đứng chính giữa gióng tập múa ngang phòng tập là người xuất sắc. Vì vậy, bất kỳ ai bước vào phòng tập cũng có thể xác định được học sinh nào đang thể hiện tốt và bất kỳ em nào cũng cố gắng để được vào gióng giữa. Trong đào tạo, ngoài múa dân gian và múa ballet, các diễn viên còn phải học thêm các loại múa hiện đại, múa tính cách. Nhiều người cho rằng nghề múa đang thiếu đất diễn, nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy. Cô Nguyễn Thu Trang, tổ trưởng bộ môn múa, khoa sân khấu điện ảnh trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết, hiện nay có rất nhiều cơ hội cho nghề múa khi nhiều vũ đoàn, nhóm múa được thành lập. Theo cảm nhận của tôi thì hiện nay cái xã hội ngày càng phát triển, đâm ra là cái nhu cầu về thẩm mỹ cũng của người dân cũng ngày càng đòi hỏi càng cao. Chính vì vậy nên là cơ hội của các bạn ra trường hiện nay rất là đa dạng. Các bạn có thể về các nhà hát, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các nhà văn hóa hoặc là về các vũ đoàn, cũng rất là nhiều vũ đoàn, cơ hội cũng rất nhiều. Bên cạnh đó thì hiện nay cái hoạt động nghệ thuật kể cả không chuyên lẫn chuyên nghiệp cũng rất là nhiều của các cơ quan, các đoàn thể. Thì đó cũng là một cái sân chơi rất là lý thú dành cho các bạn mới ra trường. Để tỏa sáng trên sân khấu nhưng đầy dẫy gian nan vất vả trong quá trình tập luyện và theo đuổi đam mê là những điều không phải ai cũng biết về nghề múa. Hiện nay, diễn viên múa vẫn đang được xã hội quan tâm và ưu ái, nên hầu hết diễn viên đã có thể đi biểu diễn bằng chính nghề của mình ngay trong quá trình học, đã có việc làm đúng nghề sau tốt nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực tế trong những năm gần đây, các diễn viên múa còn trụ lại với nghề đã có nhiều lựa chọn giảng dạy, diễn xuất hay ca hát và đã không ít người thành danh. Bên cạnh đó, trong hầu hết các chương trình như ca nhạc, lễ kỷ niệm của các công ty, doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên cũng không thể thiếu một vài tiết mục múa. Chính vì vậy, các diễn viên múa ra trường đã có thể sống được bằng chính nghề của họ. Thông tin chi tiết về nghề, xin vui lòng liên hệ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trên trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ tuyển sinh.gdnn.gov.vn hoặc trong ứng dụng chọn nghề dùng cho thiết bị di động.